dân gia, chung quy vẫn là ra vấn đề lớn, đặc biệt là cận đại kỷ nguyên, bản cổ thiên thể thế giới bởi vì Hồng Quân phát động vô lượng đại kiếp nạn thường xuyên, đã xuất hiện vết rách, như thế đi xuống, diễn biến đến cuối cùng, sẽ là toàn bộ bản cổ thiên thể thế giới tan vỡ, cuối cùng trở về hỗn độn, tới rồi lúc ấy, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết, đều đem trở về hỗn độn. Nói cách khác, bản cổ thiên thể thế giới sẽ không còn nữa tồn tại, đây mới là đáng sợ nhất nhất đáng tiếc, cũng may người xuất hiện, kế thừa bản cổ phụ thần ý chí, cũng liền nói mệnh phụ thần ở lúc trước khai thiên tích địa là lúc, đoán trước tới rồi hôm nay cục diện, hơn nữa từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, người mới là bản cổ đệ tử, bản cổ chính tông. Cũng chỉ có người có thể cứu vớt bản cổ thiên thể thế giới, nói cách khác, người mới là bản cổ thiên thể thế giới thiên đạo chính tông, mà hắn Hồng Quân tắc không phải. Dương Nghị Vân nghe đến đó thời điểm, chỉ có cười khổ nói, những việc này ta tự nhiên chỉ hiểu một ít, nhưng trọng điểm là ta như thế nào có thể chiến thắng thiên đạo Hồng Quân. Hiện giờ ta ngay cả thánh đạo 9 tầng cho đến đều không phải, liền tính là ta có một ngày tu luyện đến thánh đạo 9 tầng cho đến, khá vậy chung quy so không được thiên đạo Hồng Quân, nói gì chiến thắng thiên đạo Hồng Quân. Lúc này Phong Đồ Đại Đế cười ha ha nói như thế, ngươi thành bại liền ở bàn cổ ý chí. Có bản cổ ý chí ngươi chính là bản cổ thế giới bản cổ chính tông, cho dù là hắn Hồng Quân cũng không bằng, nói đến cùng hắn Hồng Quân trưởng quản thiên đạo, cũng vẫn là đang ở bản cổ thế giới thiên đạo, mà bản cổ thiên thể thế giới ai lớn nhất? Tự nhiên là bản cổ thần phụ cái này sáng lập thiên địa giả, người thân là bản cổ chính tông, ngươi chính là lớn nhất, Hồng Quân trưởng quản thiên đạo 49, hắn danh không chính ngôn không thuận, trước sau đối cuối cùng một đạo không được pháp. Đến nỗi bản cổ thiên thể thế giới 50 thiên đạo cuối cùng một đạo là cái gì nói, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể lĩnh ngộ, chỉ có ngươi lĩnh ngộ cuối cùng một đạo, ngươi chính là chân chính bản cổ chính tông thiên đạo, đến lúc đó Hồng Quân tự nhiên muốn xuống đài, mà thiên đạo 50 viên mãn. Bản cổ thiên thể thế giới tự nhiên có thể khôi phục đến quỹ đạo, cho đến lúc này, mới là chân chính bản cổ viên mãn thế giới. Đến nỗi ngươi lo lắng tu vi vấn đề, ta có thể như vậy cùng ngươi nói, có được bản cổ ý chí ngươi. Có thể lĩnh ngộ sở hữu bản cổ thiên thể thế giới đại đạo, nói cách khác, Hồng Quân trưởng quản thiên đạo 49, người cũng có thể lĩnh ngộ đến thiên đạo 49, hoàn toàn cùng Hồng Quân tề bình. Còn có chính là cuối cùng một ngày nói, Hồng Quân đến nay đều không có nắm giữ, cũng chỉ có người mới có thể ngộ đạo 50, đương nhiên cụ thể cuối cùng một đạo là cái gì nói, như thế nào lĩnh ngộ cái này liền dựa chính ngươi. Phong Đồ Đại Đế nói, nghe xong Phong Đồ Đại Đế cuối cùng một đoạn này lời nói. Dương Nghị Vân nội tâm tức khắc lửa nóng lên, cư nhiên không nghĩ tới Phong Đồ Đại Đế sẽ nói, hắn ít nhất có thể đạt tới thiên đạo 49 nông nỗi, cùng Hồng Quân tề bình, hơn nữa bản cổ thiên thể thế giới cuối cùng một ngày nói, cũng chỉ có hắn có thể lĩnh ngộ. Nói cách khác, đây là hắn chiến thắng thiên đạo Hồng Quân duy nhất cơ hội, cũng là hắn kế thừa bản cổ ý chí sau trung tâm căn bản. Đương nhiên cuối cùng một đạo thiên đạo là cái gì, còn muốn dựa chính hắn lĩnh ngộ mới được. Mà Phong Đồ Đại Đế tiếp tục nói, thiên đạo 50, chân chính xuất hiện chỉ có 49, hạ có, hoàng tuyền, biển máu, âm dương, lôi pháp, sinh tử, thời không, sáu đại đến nói, hạ phân 8 ngày pháp, như thế chính là 48 thiên đạo, 48 hạ diễn biến trăm triệu đạo pháp, đây là bản cổ thế giới các loại thiên đạo phương pháp, mà Hồng Quân trừ bỏ nắm giữ 48 thiên đạo ở ngoài, còn nhiều nắm giữ một ngày pháp chi đạo. Như thế liền vì thiên đạo 49. Đến nỗi cuối cùng một đạo liền Hồng Quân đều không có nắm giữ nói, ta năm đó cùng Luân Hồi Chi Linh thảo luận quá, hẳn là địa pháp đạo, chỉ là địa pháp đạo, rốt cuộc là cái gì, không có người đến nói, có lẽ chỉ có kế thừa bản cổ ý chí người mới có thể cuối cùng che đến địa pháp đạo thật tích, làm 50 thiên đạo viên mãn, chiến bại Hồng Quân, bổ toàn thiên đạo. Hảo đi, lời nói đến nơi đây thời điểm, Phong Đồ Đại Đế đã nói đủ minh bạch. Dương Nghị Vân cũng nghe minh bạch. Chỉ là hắn cười khổ không thôi nói cách khác, thiên đạo 50, chia làm, hoàng tuyền pháp, biển máu pháp, âm dương pháp, lôi pháp, sinh tử pháp, thời không pháp, thiên pháp cùng địa pháp, mà thôi biết 49 đã xuất hiện, hơn nữa Hồng Quân nắm giữ 49 thiên đạo, chỉ có địa pháp không biết là cái gì, có lẽ ta cái này bản cổ ý chí người thừa kế mới có thể ở tương lai lĩnh ngộ. Đúng là như thế, Phong Đồ Đại Đế gật đầu. Nhưng ta như thế nào đi lĩnh ngộ này đó pháp nói. Dương Nghị Vân cười khổ, đến bây giờ hắn cũng chưa cái gì manh mối. Phong Đồ Đại Đế nói, lực lượng cho đến đó là pháp nói, U Minh giới có tam pháp, hoàng tuyền ta chỉ dẫn trả lại ngươi, biển máu chính ngươi đi tranh thủ, âm dương pháp không chỗ không ở, mặt khác tam đại pháp tắc là thần giới nhưng ngộ đạo,
kỳ thật chính là hết thảy lực lượng cho đến, cái này ngươi lấy bản cổ ý chí đi cảm thụ cũng chỉ hiểu, hoặc là nói, ngươi kỳ thật đã đi ở này đó pháp trên đường, chỉ là còn không có đạt tới cực hạn mà thôi, chờ bất luận cái gì một pháp tới rồi cực hạn, chính là thành. Đến nỗi thánh đạo gì đó cảnh giới tu vi, đối với ngươi mà nói kỳ thật đã không có gì ý nghĩa, có bản cổ ý chí tồn tại, bản thân cũng đã siêu việt thánh đạo 9 tầng cực hạn hồng câu, kế tiếp ngươi chỉ cần lĩnh ngộ chính là mỗ một pháp hoặc là nhiều pháp cho đến, liền có thể thẳng truy thiên đạo hồng quân, hiện tại ta đem hoàng tuyền chi đạo truyền thụ cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể ngộ đạo. Theo phong đồ đại đế cuối cùng một chữ lạc bế, đối với Dương Nghị Vân một lóng tay đầu điểm ra, hét lớn một tiếng, Thái U Minh hoàng tuyền pháp. Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy giữa mày một trận chướng đau, ngay sau đó trong óc liền nhiều một cổ mát lạnh chi khí, cùng rậm rạp khắc văn xuất hiện. Giờ phút này hắn nguyên thần tự chủ nguyên ngược lại khởi, bàn cổ ý chí hiện ra mở ra, lại một lần tiến vào cái loại này huyền diệu thế giới khí thể trạng thái chung, bốn phía hết thảy đều mới thôi biến hóa mà động. Kỳ diệu cảm quan thế giới, hoàn toàn khí thể hóa thế giới, vô hạn kéo dài mà đi, Dương Nghị Vân cảm nhận được một cái khác mới tinh thế giới. Mà ở thế giới này xuất hiện hai cổ cường đại đặc biệt lực lượng, có cùng loại u minh âm trầm cùng âm trầm chung mang theo chí dương chí cương lực lượng, tối sầm một hoàng, như là dòng nước mà động. Dương Nghị Vân giờ phút này rõ ràng này đó là hoàng tuyền phương pháp, hoàng tuyền đại biểu là phong đô cũng là u minh. Hoàn toàn chìm vào đi xuống. Một hồi tu hành hiểu được bắt đầu rồi. Ở phong đô đại điện chung Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng ở hắn bốn phía toàn thân có tối sầm một hoàng hai loại dòng khí vần quanh mà động, từ lúc bắt đầu thưa thớt đến nồng đậm, càng ngày càng cường đại, hình thành đặc thù khí tràng. Liễu thần nương nương cùng phong đô đại đế đứng ở một trạm vào quan khán, phong đô đại đế nhịn không được nói, người so người sẽ tức chết a, ta tu hoàng tuyển pháp hao phí không biết nhiều ít thời gian mới có thể đại thừa, không nghĩ tới Dương Nghị Vân khoảnh khắc chút thành tựu, nếu không bao lâu liền phải hoàng tuyển pháp đại thành. Thật sự không hổ là bàn cổ ý chí người thừa kế, không thẹn bàn cổ chính tông, xem ra bàn cổ thiên thể thế giới được cứu rồi. Liễu thần nương nương cũng nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân từ từ mở miệng nói, 9.000 năm sau, bốn đạo đạo thống sẽ mang theo thiên đạo ý chí tấn công vân môn đạo thống, khi đó mới là chân chính mấu chốt, phong đô ngươi nhưng có cái gì còn nói sao? Phong đô đại đế nghe nói Liễu thần nương nương hỏi chuyện, sắc mặt nghiêm nói, ta chắc chắn dùng ta sinh mệnh trấn áp u minh hết thảy tà ám. Làm lục đạo luân hồi an ổn, không cho thần giới thêm phiền toái. Như thế chỉ mong ngươi có thể nói làm được, nhưng đừng như là thượng một lần lại đi làm người đứng xem, nếu là lần này còn làm người đứng xem, đến lúc đó sẽ bàn cổ thế giới thật hủy diệt, ngươi cũng không có toàn thây. Liễu thần nương nương cười lạnh nói. Phong đồ đại đế chua xót nói, lần trước thánh thiên đế cùng biển máu tu la vương chiến đấu, ta cũng là hữu tâm vô lực, hơn nữa số trời không hề thánh thiên đế. Nhưng nói đến cùng ta còn là đem u đều chi môn cho hắn, đủ để chứng minh ta lập trường, bất quá Liễu thần nương nương yên tâm, lúc này đây là số trời, chúng ta bất luận kẻ nào đều trốn không thoát, ta cũng sẽ không rớt dây xích, tất nhiên sẽ đem u minh trấn thủ an ổn, sẽ không làm biển máu nhất tộc ở tác loạn, do đó ảnh hưởng đến thần giới. Chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Liễu thần nương nương nói thầm một câu, không nói chuyện nữa, mà là đem ánh mắt đặt ở Dương Nghị Vân trên người. Nhìn qua Liễu thần nương nương ánh mắt càng ngày càng sáng. Thời gian ở bất chi bất giác chung đi qua 1.000 năm, Dương Nghị Vân ngộ đạo phong đô đại điện, không hề nhúc nhích, chẳng qua hắn chính xác người đã toàn thân bị hoàng tuyền chi lực bao vây ở trong đó, mà hắn hơi thở còn lại là càng ngày càng cường đại. Lại quá 1.000 năm, 2.000, thẳng đến 3.000 năm sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc kết thúc ngộ đạo tu luyện. Ầm vang, một tiếng nặng nề lúc sau. Bao vây ở Dương Nghị Vân trên người hoàng tuyền pháp, nháy mắt tiến vào trong thân thể hắn. Cùng thời gian Dương Nghị Vân mở hai mắt, trong ánh mắt sau hoàng tuyền chi khí lập lòe. Mà hắn giờ phút này khí chàng hơi thở, đã đạt tới thánh đạo 9 tầng. Chúc mừng hướng dẫn du lịch hoàng tuyền pháp đại thành. Phong đồ đại đế mở miệng chúc mừng, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, gần 3.000 năm, Dương Nghị Vân liền đem hoàng tuyền pháp ngộ đạo đại thành. Đa tạ phong đồ đạo hữu thành toàn. Dương Nghị Vân rốt cuộc một tia đại đạo hiểu ra, thiệt tình đối phong đô nói lời cảm tạ. Hắn có thể ngộ đạo hoàng tuyền pháp, ít nhiều phong đô đại đế ra tay chỉ điểm, đương nhiên cũng là hắn có bản cổ ý chí kết quả, có bản cổ ý chí tồn tại, liền có lĩnh ngộ nói thiên thể thế giới bất luận cái gì pháp nói cơ sở. Khách khí, tương lai nếu là đạo hữu thiên đạo viên mãn, có thể làm ta trưởng quản u minh, cũng không hảo quản lý thế gian linh thể, làm thiên đạo bình thường vận chuyển mới là.
Lúc này Phong Đô Đại Đế nói chuyện có như vậy điểm mặt đỏ. Nhưng Dương Nghị Vân lại là rõ ràng, hắn đây là ở muốn cái gì? U Minh giới có Phong Đô Thành, có biển máu, lại nói tiếp là hai vị đại lão, một cái hắn Phong Đô Đại Đế, một cái khác là biển máu lão tổ, nhưng không có chân chính ý nghĩa thượng xác định ai mới là chân chính U Minh Chúa Tể giả. Phong Đô Đại Đế cùng biển máu lão tổ kỳ thật đều cho rằng bọn họ từng người là U Minh Chúa Tể, nhưng trên thực tế đây là yêu cầu thiên đạo thừa nhận, hơn nữa là viên mãn thiên đạo thừa nhận mới có thể. Dương Nghị Vân nếu là tương lai thiên đạo lĩnh ngộ viên mãn, hắn hứa hẹn đó là thiên đạo phương pháp, như vậy muốn Phong Đô Đại Đế đó là U Minh giới duy nhất danh chính ngôn thuận Chúa Tể giả. Đây mới là Phong Đô Đại Đế trợ giúp chính mình chân chính nguyên nhân đi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, nhưng là cũng có thể lý giải, lập tức nói, hảo, chờ thiên đạo viên mãn ngày, đó là ngươi trở thành U Minh chính thống ngày. Đa tạ bàn cổ chính tông, Phong Đô Đại Đế rốt cuộc nở nụ cười. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, ta hiện giờ cảnh giới thượng tuy rằng là thánh đạo 9 tầng, nhưng ta như vậy cảm giác cùng các ngươi thực lực vẫn là có rất lớn phát hiện đâu. Dương Nghị Vân vừa rồi lĩnh ngộ hoàng tuyền pháp sau, cảnh giới trực tiếp liền đạt tới thánh đạo 9 tầng, cũng thấy được Liễu Thần Nương Nương cùng Phong Đô Đại Đế cảnh giới tu vi đều là thánh đạo 9 tầng, nhưng là hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình tu vi tựa hồ cùng Liễu Thần Nương Nương cùng với Phong Đô Đại Đế còn kém một mảng lớn. Vì vậy vừa hỏi. Lần này lại là Liễu Thần Nương Nương mở miệng nói, lĩnh ngộ thánh đạo cảnh giới chỉ là ngươi hoàng tuyển pháp toàn mãn biểu hiện giả dối, chân chính cảnh giới ngươi nhiều nhất xem như thánh đạo 6 tầng, hơn nữa đối với ngươi tới nói, hiện tại không cần suy nghĩ cái gì cảnh giới, cái này đã cùng ngươi không có gì quan hệ, có được bàn cổ ý chí ngươi, cố tình suy nghĩ cảnh giới ngược lại sẽ trở thành ngươi chướng ngại, ngươi chỉ cần không ngừng đi lĩnh ngộ 8 đại pháp, chính là ngươi thực lực chân chính tăng lên. Tiếp được nên đi biển máu. U Minh biển máu cũng là một đại pháp, nhưng sẽ không giống là như bây giờ làm ngươi đứng ở chỗ này hiểu được tu luyện, ngươi yêu cầu chém giết biển máu lão tổ nuốt hắn biển máu pháp, thành tựu ngươi tự thân, như thế mới là chân chính cường giả chi đạo, không chạm biển máu tu la vương, ngươi thánh thiên đế đời trước chấp niệm tất nhiên sẽ trở thành ngươi này một đời giam cầm. Hảo đi, nghe được Liễu Thần Nương Nương nói chuyện, Dương Nghị Vân cũng rốt cuộc rõ ràng chính mình tu luyện phương hướng, đó chính là 8 đại pháp lĩnh ngộ thông thấu. Sẽ là hắn chiến thắng hết thảy, nghịch thiên mà đi duy nhất chi lộ. Cuối cùng muốn đối mặt sẽ là Hồng Quân Thiên Đạo, mà so sánh với Thiên Đạo Hồng Quân, đích xác đi so đo cái gì cảnh giới không cảnh giới đều là mây bay, chỉ có toàn bộ hiểu được bàn cổ thiên thể thế giới 8 đại pháp, 50 thiên đạo, hắn mới có thể cuối cùng thắng lợi, nếu không hết thảy đều đem là mây bay. 8 đại pháp chung hắn có thể ở U Minh giới đạt được Hoàng Tuyền cùng Biển Máu Pháp, hiện giờ Hoàng Tuyền Pháp đại thành, dư lại đó là Biển Máu Pháp. Chém giết Tu La Vương đó là duy nhất chi lộ, mà dư lại 6 đại pháp, dùng Phong Đô Đại Đế nói, đều là có thể ở thần giới lĩnh ngộ. Đương nhiên tới rồi hiện tại Dương Nghị Vân chính mình cũng rõ ràng, lôi pháp, âm dương pháp, thời không pháp, sinh tử pháp, kỳ thật hắn đều có cơ sở, chỉ là không có đạt tới Phong Đô Đại Đế trong miệng cho đến, chờ cho đến lúc sau. Đó là viên mãn thông ngộ. Đến nỗi cuối cùng thiên địa nhị pháp, cái này hắn tạm thời thật đúng là không có gì manh mối, bất quá thế gian việc. Một pháp thông vạn pháp toàn thông, hắn có bàn cổ ý chí trong người, tin tưởng cuối cùng có thể lĩnh ngộ, điểm này tin tưởng hắn hiện tại vẫn phải có, dù sao với hắn mà nói, đã không có bất luận cái gì đường lui đáng nói, chỉ có một con đường đi tới cuối đi. Một pháp 8 đạo, 6 pháp 48, thiên pháp duy nhất nói, địa pháp vì một đạo, công kích thiên đạo 50 viên mãn. Hoàng Tuyền pháp 8 đạo hắn tất cả thông hiểu, trên thực tế 8 đạo tế phân xuống dưới, nhưng diễn biến vô số. Thật sự có huyền diệu chi cảnh, bao hàm toàn diện. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, hiện tại nhưng xem như có điểm tự tin, hắn tựa hồ mở ra tân thế giới đại môn. Hoặc là nói, hiện tại chân chính ý nghĩa thượng mới nhìn trộm tới rồi thế giới lực lượng huyền bí. Kế tiếp dựa theo Liễu Thần Nương Nương nói, làm Dương Nghị Vân đi biển máu trực tiếp tìm Tu La Vương, bất quá Dương Nghị Vân lại là không sốt ruột, ngược lại nhìn về phía Phong Đô Đại Đế nói, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Còn thỉnh đại đế thành toàn. Đạo huynh nghiêm trọng, có chuyện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận lực. Phong Đô Đại Đế đối mặt Dương Nghị Vân thỉnh cầu lại cũng nói chân thành. Dương Nghị Vân thấy vậy, tổ chức một chút ngôn ngữ, bắt đầu giảng thuật liễu lanh canh việc, cứ việc năm đó hắn đụng tới Luân Hồi Chi Linh thời điểm, Luân Hồi Chi Linh liền nói quá, không hảo tìm, nhưng là hôm nay ở Phong Đô Đại Đế nơi này, Dương Nghị Vân vẫn là muốn thử xem. Rốt cuộc Phong Đô Đại Đế chính là trên danh nghĩa U Minh Chúa Tể, quản lý sở hữu U Minh Linh Thể,
lẽ ra Liễu Lanh canh hồn phách tiến vào U Minh giới sau, Phong Đô Đại Đế nơi này là có thể biết được một ít tin tức. Hắn tu chân chi đường đi đến bây giờ, có rất lớn một bộ phận động lực kỳ thật đều là bởi vì Liễu Lanh canh chấp niệm ở chống đỡ, chẳng sợ hôm nay đầy đầu đầu bạc, cũng như cũ là năm đó hắn ở Liễu Lanh canh mộ chôn di vật trước lập hạ lời thề, phát qua thể chung có một ngày muốn đem Liễu Lanh canh tìm trở về, muốn nhập U Minh giới, mà hôm nay hắn tới, tuy rằng cùng trước kia dự đoán có xuất nhập, nhưng chung quy hắn làm được này một bước, chẳng qua hiện tại có thể hay không tìm được hắn không biết, nhưng chỉ cần có bất luận cái gì hy vọng hắn đều sẽ không từ bỏ. Phong Đô Đại Đế nơi này với hắn mà nói, là cuối cùng tin tức. Mà Phong Đô Đại Đế nghe xong Dương Nghị Vân giảng thuật sau, cười khổ một tiếng nói, đích xác bất luận cái gì linh thể sau khi chết đều sẽ tiến vào U Minh giới, nhưng là U Minh phía trên có luân hồi, cũng không phải sở hữu linh thể đều sẽ lưu tại U Minh giới, mà là luân hồi tự nhiên vận chuyển dưới, có chút như cũ sẽ một lần nữa luân hồi mà đi, ta không dám bảo đảm có không giúp ngươi tìm được Liễu Lanh canh, chỉ có thể giúp ngươi tia, nàng tiến vào U Minh giới lúc sau ký lục, nếu đang ở U Minh giới. Ta đây là có thể tìm ra, nhưng là nàng nếu là một lần nữa luân hồi mà đi, ta liền không có biện pháp, đến lúc đó ngươi chỉ có thể tìm luân hồi đi tuần tra, bất quá luân hồi bị thiên đạo tính kế quá, đã xuất hiện hư hao, tin tưởng điểm này ngươi đã biết, đến lúc đó thật đúng là không hảo tra. Ta chỉ hiểu, có thể tia, được nàng ký lục với hắn mà nói cũng là tốt, làm phiền đại đế. Dương Nghị Vân có chuẩn bị tâm lý. Hảo, thả chờ một lát, đãi ta thi pháp vừa thấy. Phong Đồ Đại Đế nói xong, trong tay vung lên, lại là xuất hiện một quyển bạch ngọc thư với, một tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm dựng lên, tức khắc bạch ngọc thư đại lược, bày biện ra nguyên hình ấn ký, từng đạo khắc văn hợp thành cùng loại bát quái đồ án, phức tạp thả có thần bí, như là một mặt gương. Theo Phong Đồ Đại Đế thi pháp mà động, Dương Nghị Vân thấy được một nữ tử hình ảnh bày biện ra tới, chính là ta trong lòng lớn nhất chấp niệm Liễu Lanh canh. Linh Nhi Dương Nghị Vân cầm lòng không đậu kêu to một tiếng. Phong Đồ Đại Đế trong tay bạch ngọc thư hiện ra cảnh trong gương không ngừng ở lập lòe, trước sau lập lòe 10 lần, Dương Nghị Vân thấy được Liễu Lanh canh xuất hiện 10 lần, cuối cùng biến mất không thấy. Hồ Phong Đồ Đại Đế cũng ngừng lại, thoạt nhìn hắn thi pháp tiêu hao rất lớn, đầy mặt mỏi mệt nói, không hề U Minh giới, ta hết lớn nhất nỗ lực, tia, được Liễu Lanh canh luân hồi 10 lần, cuối cùng nàng vào nhân giới, đến nỗi tới rồi nhân giới cái gì thế giới, cái này ta liền không có biện pháp, người nếu là muốn tìm nàng. Sợ là chỉ có thể tương lai chờ ngươi hiểu được thiên đạo 50 thời điểm, hoặc là nói làm luân hồi chữa trị lúc, nhân giới sinh linh vô số, luân hồi lúc sau muốn tìm một người thực bổn không có khả năng. Đương nhiên tuy rằng như thế, nhưng là ít nhất biết Liễu Lanh canh còn tồn tại, còn ở luân hồi chi trên đường, tương lai tất nhiên có các ngươi gặp nhau ngày. Phong Đồ Đại Đế nói chuyện. Đa tạ, Dương Nghị Vân lại lần nữa đáp tạ, được đến kết quả này, kỳ thật hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Sợ là sợ chính là, cái gì tin tức đều không có. Mà hiện tại ít nhất biết, Liễu Lanh canh luân hồi thập thế, đi nhân giới, nói cách khác nàng luân hồi làm người. Một khi đã như vậy, hắn tạm thời cũng sẽ không đi tìm kiếm, để tránh bị người theo dõi, đến lúc đó ngược lại đối Liễu Lanh canh bất lợi, chính như Phong Đô Đại Đế lời nói, chờ hắn tương lai hiểu được thiên đạo ngày, tự nhiên là có thể tìm được nàng. Kể từ đó, cũng coi như là tiêu trừ trong lòng một ít chấp niệm. Làm hắn trong lòng tức khắc thả lỏng không ít, điểm này đối hắn tu luyện là có trợ giúp. Kế tiếp, trực tiếp đi trước biển máu. Ở Phong Đô Đại Đế dưới sự trợ giúp, trực tiếp từ Phong Đô Đại Điện mở ra thông đạo, đem hắn cùng Liễu Thần Nương Nương đưa đến biển máu chỗ. Vô biên biển máu thế giới, hiện ra ở trước mắt thời điểm, Dương Nghị Vân vẫn là tràn ngập chấn động. Lần này Phong Đô Đại Đế chưa từng có tới, hắn bên người chỉ có Liễu Thần Nương Nương áp trận. Nhưng là Dương Nghị Vân biết hết thảy chỉ có thể dựa chính hắn. Biển máu pháp, đó là biển máu lão tổ Tu La Vương, hắn phải làm đó là cắn nuốt luyện hóa. Dựa theo Phong Đồ Đại Đế nói chuyện, hiện giờ Tu La Vương ở khai thiên thời đại cùng Thánh Thiên Đế đại chiến lúc sau, chân thân bị thương nặng lúc sau, bởi vì còn ở biển máu chỗ sâu trong trọng tố ngủ say, muốn bắt lấy biển máu lão tổ, liền xem hắn có thể hay không luyện hóa biển máu. Đây là một lần phi thường mạo hiểm luyện hóa cắn nuốt. Hắn cắn nuốt luyện hóa toàn bộ biển máu, hoặc là trái lại bị biển máu cắn nuốt. Chính xác biển máu đều là có thể nói là Tu La Vương bản thể. Vô biên vô hạn. Dương Nghị Vân duy nhất dựa vào đó là, bàn cổ ý chí, cùng với mới vừa hiểu được Hoàng Tuyền Pháp, dựa theo Phong Đô Đại Đế nói, Hoàng Tuyền biển máu tương sinh tương khắc,
hắn vận dụng hoàng tuyển pháp tuy không thể luyện hóa biển máu, nhưng lại có thể đối kháng áp chế. Cuối cùng hắn muốn dựa bàn cổ ý chí đi hoàn thành cắn nuốt biển máu. Đi thôi, ta cho ngươi hộ pháp. Đi vào biển máu phía trên, Liễu Thần Nương Nương vẻ mặt túc mục nói. Hảo, Dương Nghị Vân gật đầu. Hắn khoanh chân mà ngồi ở biển máu trên không, thúc giục nguyên thần bàn cổ ý chí, ngay sau đó vô biên bàn cổ ý chí kéo dài mở ra, nghĩ bốn phương tám hướng mà đi. Bắt đầu xâm nhập toàn bộ biển máu. Giống. Mỗi một khắc biển máu chỗ sâu trong gầm lên giận dữ vang lên. Như là ngủ say hung thú thức tỉnh. Mà Dương Nghị Vân ở bàn cổ ý chí trạng thái hạ, nhìn đến thế giới tất cả đều là khí thể, bất quá hắn ở biển máu chỗ sâu trong thấy được một viên huyết hồng thật lớn trái tim sống lại. Giờ khắc này hắn rõ ràng, bên kia là biển máu lão tổ Tu La Vương, hắn rốt cuộc vẫn là thức tỉnh. Điểm này cũng ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong. Tiếp được mới là chân chính đánh giá. Hắn không cắn nuốt biển máu lão tổ, đã bị biển máu cắn nuốt đi. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Vô biên biển máu quay cuồng lên. Giây tiếp theo một đám Tu La ngưng tụ mà ra, hóa thành huyết sắc Tu La người. Rậm rạp ma, ngắn ngủn không đến 10 tức trong vòng, không dưới trăm vạn vạn. Này đó đều là Tu La tộc, là biển máu lão tổ Tu La Vương đời đời con cháu, cường đại biển máu lão tổ, ra đời với biển máu, lại cũng sáng tạo Tu La nhất tộc. Toàn bộ biển máu đó là hắn ý chí. Một niệm dưới, trăm vạn Tu La mà ra. Này đối Tu La Vương tới nói, nhưng ở giơ tay nhấc chân chi gian hoàn thành. Một tôn tôn Tu La hơi thở cường đại, huyết sát trọng thiên, ít nhất đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc, trong đó thậm chí có không dưới mấy trăm thánh đạo cấp bậc, thật sự là khí thế bất phàm. Nhưng là này đó ở Dương Nghị Vân trong mắt đều không quan trọng, quan trọng là, hắn ở bàn cổ ý chí khí thể trạng thái hạ. Thấy được kia một khắc thật lớn huyết sắc trái tim ở sống lại. Hắn biết kia mới là Tu La Vương chân thân. Lúc này Liễu Thần Nương Nương mở miệng nói, này đó Tu La giao cho ta, ngươi không cần để ý tới, đi cắn nuốt biển máu trái tim, ở hắn hoàn toàn sống lại phía trước cắn nuốt hắn, muốn mau. Nghe được Liễu Thần Nương Nương nói chuyện, Dương Nghị Vân tức khắc trong lòng nắm chắc, hắn biết Liễu Thần Nương Nương sẽ áp trận, một khi đã như vậy, kia hắn liền không đi để ý tới mấy trăm vạn biển máu Tu La. Trực tiếp đi đối phó Tu La Vương hoặc là nói kia trái tim. Hảo, nương nương cẩn thận, Dương Nghị Vân theo tiếng nói. Quan hảo chính người đi, kẻ hèn một ít Tu La mà thôi, còn không làm gì được ta. Liễu Thần Nương Nương sâu kín nói, trong lời nói không chút nào để ý. Tịnh quang, một tiếng nhẹ a. Liễu Thần Nương Nương vung tay lên đầy trời lá xanh bùng nổ, chiếu sáng toàn bộ biển máu, một mảnh lá xanh ứng đối một tôn Tu La. Tất cả đều như ngừng lại biển máu phía trên, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Hết thảy đều ở Dương Nghị Vân khí thể trạng thái dưới, hắn nhìn đến rành mạch, thấy như vậy một màn cũng là nhịn không được hít hà một hơi, ám đạo không hổ là cùng Hồng Quân từng đánh nhau liễu xanh, nhẹ nhàng bâng quơ dưới, liền trấn áp trăm vạn vạn Tu La. Phải biết rằng này trong đó cũng không phải là có mấy trăm thánh đạo hơi thở tồn tại, nhưng là ở Liễu Thần Nương Nương này vung tay lên dưới, hết thảy trấn áp đi xuống. Hơn nữa phát ra kêu thảm thiết thượng xem, vẫn là hoàn toàn nghiền áp. Trong lòng vừa động, Dương Nghị Vân âm thầm nói, ta cũng muốn phát lực. Giờ phút này hắn bàn cổ ý chí rốt cuộc đạt tới lớn nhất lời nói, bao trùm cái này biển máu thế giới. Ngay sau đó hắn ngưng thần dưới, nguyên thần vận chuyển dựng lên, bàn cổ ý chí thẳng vào biển máu chỗ sâu trong, bôn kia trái tim mà đi. Oanh! Cứng đối cứng trực tiếp va chạm ở trái tim thượng. Giống người tìm chết. Quen thuộc thanh âm mang theo phẫn nộ từ trái tim trung truyền đến, đúng là đã lâu Tu La Vương thanh âm. Dương Nghị Vân chém giết quá Tu La Vương ở thần giới 10 đại phân thân, tự nhiên nghe được ra tới. Ai chết không nhất định, người ta chi gian, kiếp trước kiếp này ân oán, hôm nay cũng nên có hiểu biết. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, vô biên bàn cổ ý chí không ngừng chui vào trái tim đi. Đồng thời mà động còn có Hoàng Tuyền Pháp. Giống, Hoàng Tuyền lão cẩu lực lượng, a. Tu La Vương phát ra tức muốn hộc máu tiếng kêu, hắn một chút bị Dương Nghị Vân trấn áp xuống dưới. Chịu chết đi, Dương Nghị Vân hừ lạnh toàn lực áp chế mà đi, ở khí thể hóa trạng thái hạ, hắn vận chuyển công pháp, bàn cổ ý chí bao phủ toàn bộ biển máu, bắt đầu cắn nuốt luyện hóa, Hoàng Tuyền Pháp gắt gao áp chế Tu La Vương trái tim. Tưởng cắn nuốt bổn vương, không đơn giản như vậy, biển máu vô biên, Ngô Vĩ Vương, huyết pháp huyết sát đồng hóa thiên địa, hết thảy quy về huyết, hết thảy quy về hải. Biển máu trong vòng, thiên địa dưới, vạn hóa vì huyết,
cho bổn vương hóa. Trái tim trong vòng vang lên Tu La Vương sướng ngâm, như là nào đó cổ xưa bí pháp. Tức khắc tại hạ một khắc, Dương Nghị Vân cảm nhận được, một cổ không thể địch lại được huyết sát chi lực, vọt ra, trực tiếp đối kháng hắn Hoàng Tuyền Pháp. Cơ hồ từ tứ phía tám pháp bao vây. Hoàng Tuyền Pháp chi, u minh vì đêm dài, hắc ám trong vòng, vô biên, cho ta chấn. Dương Nghị Vân cắn răng, đem Hoàng Tuyền Pháp cũng thúc dục tới rồi lớn nhất, trong lúc nhất thời hắn còn Hoàng Tuyền Pháp cùng biển máu Pháp rằng co lên. Bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói, này đã cũng đủ, hắn yêu cầu bàn cổ ý chí chân áp. Ý niệm dưới bàn cổ ý chí thúc dục tới rồi lớn nhất lời nói, cuồn cuộn không ngừng áp chế ở Tu La Vương trái tim thượng. Âm 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 chạm vào. Thật lớn vô cùng trái tim, nhảy lên dựng lên. Cực lực phản kháng. Nhưng là Dương Nghị Vân cắn răng áp chế, điên cuồng thúc dục công pháp cắn nuốt luyện hóa, hắn ở khí thể hóa trạng thái hạ, đem toàn bộ biển máu đều bao vây ở trong đó, bắt đầu luyện hóa, một tia lột ti chiều kén. Từ lúc bắt đầu thong thả, đến cuối cùng càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc Tu La Vương hoảng sợ lên nói, không đúng a, tiểu tử ngươi. Như thế nào sẽ có phụ thần bàn cổ ý chí, không? Không không, bổn vương không cam lòng, đạo tổ cứu ta. Đạo tổ cũng không thể nào cứu được ngươi, hôm nay khiến cho ngươi trở về căn nguyên, cho ta hóa. Dương Nghị Vân hừ lạnh không có dừng lại, tiếp tục luyện hóa. Một tia biển máu chi lực, bị hắn đồng hóa, bắt đầu rồi một hồi rằng co luyện hóa, nhưng là theo thời gian trôi qua, chung quy Tu La Vương hơi thở ở yếu bớt, thật lớn trái tim ở thu nhỏ. Nói đến cùng hết thảy đều ở bàn cổ ý chí dưới, không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt bàn cổ ý chí, can thiệp bàn cổ ý chí, Hồng Quân cũng không được. Tu La Vương xin giúp đỡ Hồng Quân, nhưng thân là thiên đạo Hồng Quân lại há có thể tùy ý ra tay. Cho nên hôm nay Tu La Vương nhất định phải bị Dương Nghị Vân cắn nuốt luyện hóa. Trăm năm ngàn năm, lại là 3000 năm lúc sau, Dương Nghị Vân trong tay nhiều một viên huyết sắc hạt châu, toàn bộ biển máu đều khô khốc. Hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Bất quá hắn biết, biển máu sẽ không chân chính khô khốc, bởi vì biển máu Pháp nói, chính là bàn cổ thiên thể thế giới tạo thành bộ phận. Trong tay biển máu hạt châu, đó là biển máu khởi nguyên, là căn nguyên. Hắn ở 3000 năm chung cắn nuốt luyện hóa lĩnh ngộ biển máu Pháp, cũng hoàn toàn đem Tu La Vương ý thức cấp luyện hóa tiêu diệt, nhưng là biển máu chi châu bất diệt, đây là bàn cổ một bộ phận, thời gian huyết sát chi lực tạo thành, là không có biện pháp ma diệt, cũng không thể ma diệt, giả lấy thời gian, sẽ tự có tân biển máu ra đời, hoặc là nói Tu La Vương ra đời, tới tạo thành viên mãn thiên đạo một bộ phận. Bất quá Dương Nghị Vân đã tính toán hảo như thế nào an bài cái này biển máu căn nguyên châu, quan môn đệ tử huyết anh chính là nhất thích hợp người thừa kế. Này nhưng biển máu chi châu cho huyết anh liền sẽ là toàn hưng biển máu chi vương, trưởng quản biển máu Pháp nói lão tổ. Sáu đại Pháp nói, biển máu Pháp đại thành. Dương Nghị Vân mở hai mắt, hắn hai tròng mắt chung lần này hiện lên chính là huyết sắc. Nhưng là ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Liễu thần nương nương thanh âm từ từ dựng lên nói, 6000 nhiều năm, cần phải đi, ngươi thời gian nhưng không tính nhiều, không đến 3000 năm thời gian, sáu đại pháp nói, viên mãn hai đại pháp, dư lại tứ đại pháp nói, tuy rằng có cơ sở, nhưng cũng là yêu cầu thời gian, thần giới bốn đạo đạo thống, đương đại những cái đó đạo chủ có chút thánh đạo 8 tầng tu vi, có chút 9 tầng, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có thế hệ trước đạo chủ ẩn giấu ở sau lưng, những cái đó lão gia hỏa mới là thánh đạo 9 tầng đứng đầu tồn tại. Cho nên ngươi cần thiết muốn lại mau lại nhanh lên. Dương Nghị Vân nghe được Liễu thần nương nương nói đến bốn đạo đạo thống, cư nhiên sau lưng còn có thế hệ trước đạo chủ tồn tại, trong lòng chính là trầm xuống, vốn dĩ hắn cho rằng bốn đạo đạo thống đạo chủ chính là cường đại nhất tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới, còn có thế hệ trước đạo chủ tồn tại. Hơn nữa là thánh đạo 9 tầng đứng đầu cường giả. Ngẫm lại sau, hắn mở miệng hỏi, có bao nhiêu tồn tại? Tứ đại đạo thống tự nhiên là bốn người. Nhưng là có thể nói, kia bốn người mỗi một cái thực lực đều có thể cùng ta sánh vai, phi thường cường đại, như vậy cùng ngươi nói đi, người Vân Môn đạo thống có thể so sánh vai tứ đại đạo thống thế hệ trước đạo chủ người, có lẽ chỉ có hai người. Liễu thần nương nương mở miệng nói. Hai người, Dương Nghị Vân trong lòng kinh hãi, kia hai cái. Liễu thần nương nương nói, người huynh đệ tề thánh thiên đế, còn có chính là hoa sen đen, đương nhiên nếu hơn nữa ta nói, xem như ba người. Nhưng là bốn đạo đạo thống sau lưng có tứ đại đứng đầu thánh đạo cường giả, cho nên ngươi cần thiết cường đại, hơn nữa ngươi còn muốn tùy thời chuẩn bị ứng đối. Thiên đạo Hồng Quân, nhiệm vụ của ngươi nặng nhất, ta có thể cảm nhận được,
Thiên Đạo Hồng Quân đã không kiên nhẫn, lúc này đây có lẽ thật đúng là một lần long trời lở đất đại kiếp nạn, người kế thừa bàn cổ ý thức đã thật sâu uy hát yêu ta nói Hồng Quân. Cho nên nói 9.000 năm kỳ hạn đại chiến, vô cùng có khả năng lan đến nói toàn bộ thần giới. Hồng Quân trung quy hiện tại vẫn là thiên đạo, hắn thiên đạo ý chí dưới, thần giới bốn đạo đạo thống, thậm chí là khả năng còn sẽ xuất hiện một ít chúng ta không tưởng được cường giả tồn tại, là tất yếu đem ngươi cùng ngươi nơi vân môn đạo thống hủy diệt sạch sẽ, hắn thiên đạo địa vị mới sẽ không thu được ảnh hưởng. Dương Nghị Vân khó hiểu nói, chẳng lẽ liền không có những người khác phản kháng Hồng Quân? Bọn họ không rõ ràng lắm Hồng Quân phát động đại kiếp nạn, cuối cùng sẽ dẫn tới bản cổ thiên thể thế giới tan vỡ, hết thảy trở về hỗn độn, mọi người đều sẽ chết sao? Kỳ thật bọn họ cũng ở đánh cuộc, Hồng Quân cũng ở đánh cuộc. Liễu Thần Nương Nương chậm rãi nói, hắn đánh cuộc chính là có thể thông qua phát động vô lượng đại kiếp nạn cuối cùng đem 50 thiên đạo diễn biến hoàn chỉnh, mà bốn đạo đạo thống những người đó còn lại là đánh cuộc Hồng Quân có thể thành công, chỉ cần Hồng Quân thành công, bọn họ sẽ vĩnh hằng, không bao giờ dùng lo lắng sẽ có vô lượng đại kiếp nạn xuất hiện. Kia ngài nói Hồng Quân đi lộ rốt cuộc là đúng hay sai? Hắn mở ra vô lượng đại kiếp nạn thật có thể làm thiên đạo viên mãn. Dương Nghị Vân hỏi Liễu Thần Nương Nương. Liễu Thần Nương Nương trầm mặc một chút nói, không biết, có lẽ đi, nhưng ta càng để ý chính là, bàn cổ chính tông, mà không phải hắn Hồng Quân cực đoan chi đạo. Hảo đi, đi thôi, xem ra ta là không có bất luận cái gì đường lui. Dương Nghị Vân cười khổ nói. Bất quá nói cho hết lời lúc sau, hắn lại là vang lên hoa sen đen tới, liền hỏi Liễu Thần Nương Nương nói, hoa sen đen ở đâu? Nàng ở thần giới mỗ mà, người không cần lo lắng, hoa sen đen sẽ xuất hiện, nàng. Kỳ thật là ngươi thức phụ, khanh khách, sẽ không mặc kệ ngươi. Liễu Thần Nương Nương trêu ghẹo nói. Dương Nghị Vân mặt già đỏ lên, về hoa sen đen thân phận, lúc trước Linh Một cùng thỏ ra kỳ thật đối hắn nói qua một miệng. Nói ở Thánh Thiên Đế thời đại, Thiên Đình có hai đại thiên hậu, hoa sen đen đó là một trong số đó Tây Cung Giao Trì thiên hậu, cũng xưng là Thánh Thiên Hậu. Nhưng là hắn biết quỷ biết, chỉ là không có Thánh Thiên Đế cái gì ký ức, hắn cũng không có nhiều ít cảm xúc, ngược lại ở hắn trong trí nhớ, vẫn luôn là cùng hoa sen đen ở địa cầu nhận thức đến tu chân giới ở đến tiên giới ký ức, này đó đối hắn mà nói, ngược lại càng thêm chân quý. Tóm lại đối hoa sen đen, Dương Nghị Vân là tràn ngập chờ mong. Hắn cũng tin tưởng ở cuối cùng đại chiến Trung hoa sen đen sẽ xuất hiện. Dựa theo Liễu Thần Nương Nương nói, hoa sen đen, Tề Thánh cùng nàng ba người, sẽ là vân môn hoặc là nói hắn bên người nhất đứng đầu cường giả. Nhưng là bốn đạo đạo thống trừ bỏ đương đại đạo chủ ở ngoài, còn có tứ đại ảnh tàng lão đạo chủ, đến lúc đó Liễu Thần Nương Nương bọn họ đối thủ chính là bốn đạo đạo thống lão đạo chủ. Mà như âm dương đạo chủ những cái đó tứ đại đạo chủ, còn lại là đương đại đạo chủ. Có chút là ở thánh đạo 8 phần có chút là 9 tầng, lần đầu ở ngoài, bốn đạo thánh đạo thêm lên thánh đạo cường giả, phỏng chừng không phải ít, này đó với hắn mà nói đều là áp lực. Bất quá dựa theo Tề Thánh nói, tiểu phượng hoàng các nàng trung quy sẽ trưởng thành lên. Hiện giờ 6.000 nhiều năm qua đi, Dương Nghị Vân cũng không biết tiểu phượng hoàng các nàng có hay không chứng đạo thành công. Chứng đạo sau khi thành công, đạt tới thánh đạo mấy tầng thực lực. Đến lúc đó có thể hay không ngăn cản một mặt. Có quá nhiều lo lắng ở Dương Nghị Vân trong lòng. Bất quá hắn cũng biết, có một số việc, cấp không tới, chỉ có thể tận lực đi tranh thủ. Tới rồi hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì đường lui, nghịch thiên mà đi, vậy đến đây đi. Theo Hoàng Tuyền Pháp cùng Biển Máu Pháp Đại Thành, hắn đối mặt khác Pháp nói cũng có một cái khái niệm. Trừ bỏ thiên địa Pháp ở ngoài, mặt khác tứ đại Pháp, kỳ thật hắn đều có cơ sở, trở lại thần giới chỉ cần lĩnh ngộ đến mức tận cùng liền có thể đại thành. Thời gian còn có không đến 3.000 năm, cho nên Liễu Thần Nương Nương mới thúc giục hắn trở về thần giới. Hồi liền về đi, U Minh giới việc cũng coi như là hạ màn. Hắn tới U Minh giới chủ yếu có hai đại sự, đệ nhất tự nhiên là Liễu Lanh Canh, đáng tiếc Liễu Lanh Canh luân hồi lúc sau, liền tính là phong đô đại đế cũng chỉ có thể suy đoán đi ra ngoài nhân giới. Về sau muốn tìm hồi Liễu Lanh Canh, nhất định phải nếu là hắn thiên đạo viên mãn. Hoặc là chính là luân hồi chữa trị lúc sau mới có thể thông qua luân hồi chi linh tìm được Liễu Lanh Canh. Chuyện này tạm thời là không hy vọng, nhưng là Dương Nghị Vân sẽ không từ bỏ, ít nhất trước mắt mới thôi với hắn mà nói là cái tin tức tốt. Chuyện thứ hai chính là biển máu Tu La Vương, hiện tại hóa thành một viên biển máu châu ở trong tay hắn, bên trong ý thức bị hắn trực tiếp cấp diệt sát rớt. Trên thực tế ở hắn bàn cổ ý chí trước mặt, biển máu Tu La Vương cũng không xem như cái gì đại năng hạng người. Đương nhiên có thể thu thập rất biển máu Tu La Vương,
ít nhiều Phong Đô Đại Đế hỗ trợ làm hắn hiểu được Hoàng Tuyền Pháp có thể tương khắc biển máu Pháp, hơn nữa Liễu Thần Nương Nương áp trận, còn có hắn bản cổ ý chí tồn tại, hết thảy cũng liền ở trong dự liệu. U Minh giới sự, cũng nên đi trở về. Nơi này cũng không có cái gì có thể hấp dẫn hắn địa phương. Mở ra luân hồi thông đạo, tái xuất hiện thời điểm, hắn cùng Liễu Thần Nương Nương đã về tới thần giới. Phong Đô Đại Đế đưa tiến bọn họ, nhưng không có tiến đến thần giới, dùng hắn nói, không thể rời đi U Minh giới, đương nhiên U Đều Chi Môn vẫn là Dương Nghị Vân, Phong Đô Đại Đế cũng không có thu hồi đi. Này cũng coi như là đối Dương Nghị Vân duy trì. Đối này Dương Nghị Vân cũng không có để ý, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, hắn không thể cưỡng cầu Phong Đô Đại Đế đi theo hắn tiến đến thần giới đánh nhau. Trở lại Vân Môn Thiên Đình thời điểm, Tề Thánh cái thứ nhất cảm giác thấy hắn. Đại ca Tề Thánh xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước mặt. Hết thảy tốt không? Dương Nghị Vân không cùng kêu lên khách khí trực tiếp hỏi. Đối này Tề Thánh cười nói, hết thảy đều thuận lợi, Tiểu Phượng Hoàng các nàng vẫn như cũ chứng đạo, tu vi không tầm thường, chúng ta Vân Môn đạo thống rốt cuộc có thánh đạo cơ sở. Chi, pi, ngao, giống, từng tiếng thét dài vang vọng ở Vân Môn Thiên Đình. Dương Nghị Vân mắt sáng rực lên, hắn thấy được Tiểu Phượng Hoàng chờ bay vọt ở phía chân trời, cường đại hơi thở uy áp, nói cho hắn các nàng đều đã là thánh đạo cấp bậc, lại còn có không tính thấp. Một màn này xem ở trong mắt, Dương Nghị Vân trong lòng thật sự là buông lỏng. Đại ca, ca ca, chủ nhân, Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Nghé Con, Cá Trạch, Vân Lôi Thú, Hầu Đậu Đậu. Một chúng thần thú tất cả đều chứng đạo, lại còn có đều là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói. Điểm này ở Dương Nghị Vân trong mắt thật sự là đáng quý. Tam đại trinh con đường, lấy lực chứng đạo nhất gian nan, nhưng bọn hắn tất cả đều này đây chứng cứ có sức thuyết phục nói. Nói cách khác thực lực sẽ là cùng cảnh giới cường đại nhất. Hảo hảo hảo, các ngươi đều thực hảo. Dương Nghị Vân thực vui mừng, một đám chào hỏi. Tuy rằng không phải thánh đạo mạnh nhất, nhưng cũng đã thánh đạo 3 tầng 4 tầng. Điểm này đặt ở ngày thường, quả thực có thể nói nghịch thiên, cũng thật tính lên, nếu là đại chiến ngày, vẫn là không đủ. Nhưng Dương Nghị Vân cũng biết này đã là thực nhanh, hắn không thể yêu cầu quá nhiều. Ngoài ra Mai Tỷ cũng nhập thánh. Còn có Thu Nhi, Mầu Thần Nương Nương, Tuyết Hương, Thỏ ra chờ mấy người, nhưng là tình huống đều không sai biệt nhiều. Thật lại nói tiếp, kỳ thật vẫn là không đủ. Chắc chắn tứ đại đạo thống thêm lên thánh đạo cường giả vô cùng có khả năng hơn trăm. Vân Môn Thiên Đình điểm này của cải vẫn là quá mỏng. Nhưng là cũng không có biện pháp, Tề Thánh có thể ở ngắn ngủn 6.000 năm sau thời gian, làm Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi bọn họ đều chứng đạo nhập thánh, đã làm thực hảo. Đối này, Liễu Thần Nương Nương lại là biết trong lòng đoán được một ít Dương Nghị Vân ý tưởng, mở miệng nói, có lẽ người ngộ đạo đại pháp sẽ cho bọn họ một ít dẫn dắt. Nghe được Liễu Thần Nương Nương nói như thế, Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, đúng vậy, hắn hiện tại sở tìm hiểu chính là thiên đạo đại pháp, 6 đại pháp chung mỗi một pháp đều là 8 ngày nói, thêm lên 48 đạo, tiếp tại thế gian tu luyện sinh linh theo đuổi trong vòng, hắn đích xác có thể thông qua ngộ đạo tham pháp mà cấp Vân Môn đệ tử một cái hiểu được. Có lẽ có thể làm càng nhiều nhân chứng nói, thậm chí làm Tiểu Phượng Hoàng các nàng tu vi lại lần nữa đề cao. Lập tức Dương Nghị Vân quyết định ở Vân Môn Thiên Đình phía chân trời tìm hiểu đại pháp, dặn dò làm mọi người cùng nhau hiểu được, có thể hay không có điều thành tựu, toàn dựa cá nhân tạo hóa. 9.000 năm thời gian, thực nhanh, đến lúc đó 4 đạo đạo thống tấn công Vân Môn Thiên Đình, liền tính là hắn toàn lực ôm quyền, đến lúc đó trường hợp sẽ là bộ dáng gì, hắn cũng ai không chuẩn. Có thể làm chính là làm đại gia tận lực có tự bảo vệ mình thực lực, có thể sống sót mới quan trọng. Mãi cho đến hiện tại Dương Nghị Vân kỳ thật đều ở vì đại gia suy nghĩ, có cái gì áp lực chính mình có thể kháng liền chính mình kháng, có thể bảo hộ đại gia liền bảo vệ tốt đại gia. Nói làm liền làm, Dương Nghị Vân bắt đầu rồi tìm hiểu đại pháp nói. Thân ở Vân Môn Thiên Đình phía chân trời phía trên, Dương Nghị Vân thúc giục nguyên thần bàn cổ ý chí mở ra sau, tiến vào tới rồi khí thể hóa trạng thái. Toàn bộ thế giới đều tiến vào hắn cảm giác chung. 6 đại pháp nói, hắn đã ngộ biển máu cùng Hoàng Tuyền pháp, dư lại đó là Lôi pháp, Âm Dương pháp, Sinh Tử pháp, Thời Không pháp, tứ đại pháp nói. Người sau tứ đại pháp, hắn đều là có cơ sở. Tất cả đều là bao hàm toàn diện chi đạo. Trong lòng vừa động Lôi pháp mà động, lại động Âm Dương, Sinh Tử, Thời Không tam pháp khởi. Tức khắc thiên địa chi gian các loại lực lượng nguyên tố hội tụ mà đến. Oanh! Tiếng sấm từng trận.
mưa gió giao giới, mây đen giăng đầy. Thiên địa chi gian hết thảy lực lượng bùng nổ mà ra, vần quanh ở Dương Nghị Vân bốn phía, tràn ngập ở toàn bộ vân môn thiên đỉnh thế giới, thậm chí kéo dài mà đi hàng trăm. Này trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được, thiên địa chi gian năng lượng không giống bình thường lên. Theo thời gian trôi qua, trăm năm thời gian lúc sau, toàn bộ vân môn thiên đình trong vòng thiên địa năng lượng đã tới mắt thường có thể thấy được trạng thái, mà thôi vân môn thiên đình vì trung tâm phạm vi ngàn dặm trong vòng thiên địa năng lượng đều ở hướng về vân môn thiên đình cuồn cuộn không ngừng hội tụ, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng khuếch tán chung. Oanh! Một tiếng sấm sét trống rỗng khởi, lại là ở vân môn thiên đình ở ngoài. Thiên địa dị tượng xuất hiện. Chứng đạo. Nam thiên môn ngoại, bảo hộ đệ tử kinh hô dựng lên. Cùng thời gian vân môn thiên đình vân trường sinh tu luyện đạo tràng, dáng màu bao phủ. Lúc này kinh động rất nhiều người, lại là phát hiện là Dương Nghị Vân đại sư huynh vân trường sinh chứng đạo đưa tới thiên địa dị tượng. Hơn nữa vẫn là lấy lực chứng đạo. Dương Nghị Vân ở trước tiên phát hiện là đại sư huynh vân trường sinh chứng đạo, hắn trong lòng thực vui mừng, cũng biết Liễu thần nương nương kiến nghị là đúng, quả nhiên hắn ngộ đạo đại pháp thời điểm là có thể trợ giúp đến những người khác. Đầu tiên được lợi người đầu tiên đó là đại sư huynh, tin tưởng kế tiếp theo hắn không ngừng tìm hiểu đại pháp, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân chứng nói tăng lên. Tới rồi lúc này kỳ thật mọi người đều minh bạch lại đây, là Dương Nghị Vân ở trợ giúp đại gia tu luyện ở chứng đạo. Vân môn người một đám đều cảm nhận được thiên địa chi gian đã phát sinh bất đồng năng lượng hòa khí tràng, càng thêm khắc khổ tu luyện, không có người lãng phí như thế đến tới không dễ cơ hội. Hơn nữa mọi người đều rõ ràng. Khoảng cách 9.000 năm sau bốn đạo đạo thống đại chiến gần, đến lúc đó sự tình quan vân môn sinh tử tồn vong, áp lực cực lớn đều đỉnh ở Dương Nghị Vân trên người, phía trước là lo lắng xuông, nhưng hiện tại nếu thấy được có thể chứng đạo có thể tăng lên tu vi tu luyện đường nhỏ, cơ hội này nhất định phải bắt được. Tất cả mọi người nghẹn một hơi, đều nghĩ ở đại chiến chi cùng Dương Nghị Vân cùng tiến thối, cùng vân môn thiên đình cùng tồn vong. Hiện tại cơ hội tới. Vân môn thiên đình mấy chục vạn môn nhân đệ tử. Có một cái tính một cái tất cả đều ở đánh sâu vào tu luyện cảnh giới. Có thể tăng lên tu vi, có thể chứng đạo bắt đầu chứng đạo, tu luyện chi đạo ở thời điểm này cảm giác là tiến triển cực nhanh cực nhanh. Mà đối với Dương Nghị Vân tự thân tới nói, hắn thu hoạch cũng là không thể đo lường, hắn đem lôi pháp, âm dương pháp, thời không pháp cùng sinh tử pháp cùng nhau tìm hiểu, sở kéo đó là thiên đạo các loại lực lượng hội tụ, hơn nữa tự thân hoàng tuyền cùng biển máu, tương đương là bắt đầu tụ hợp 48 thiên đạo. Này đã là tu luyện chi đỉnh cao. Đương nhiên hắn hiện tại tìm hiểu còn ở tiếp tục, muốn hoàn toàn 48 thiên đạo đại thành, còn cần thời gian. Bất quá đã lĩnh ngộ tới rồi cuối cùng chân lý ngạch cửa, hắn có cảm thực mau hắn là có thể làm 6 đại pháp đại thành. Lúc sau đó là thiên địa nhị pháp, cái này nói thật còn không có manh mối. Bất quá cũng không nóng nảy, hết thảy thuận thế mà làm, liền trước mắt trạng thái hắn biết là tốt nhất trạng thái. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng đi trước. Thời gian đang không ngừng đẩy mạnh, cái thứ 200 năm đã đến, thỏ ra chứng đạo, ngay sau đó là huyền ngang nhau chờ hợp đạo. Ngàn năm lúc sau, vân môn thiên đình trong vòng hợp đạo cấp bậc tất cả đều chứng đạo thành công. Không có tiến vào hợp đạo bước vào hợp đạo. Rất nhiều đệ tử tu vi bay nhanh tăng lên. Cái thứ 2.000 năm thời điểm, rốt cuộc đại biến. Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi từ, bước vào hợp đạo cao giai. 6 tầng 7 tầng thậm chí là 8 tầng. Mầu thần nương nương, thỏ ra, mai tỷ, thu nhi từ tất cả đều bước vào thánh đạo 6 tầng trở lên. Ngay cả ba cái đồ đệ đều thành tựu đạt tới nửa thánh chi cảnh. Lớn nhất biến hóa còn lại là hắn nữ nhân nhóm. Hơn 2.000 năm sau, vân môn thiên đình 36 trong cung, một đạo tiếp theo một đạo dáng màu đại lượng, một đạo tiếp theo một đạo hơi thở phóng lên cao. Triệu Nam, Lâm Hoan, Ninh Kha, Bộ Thanh Mai, Âu Dương Ngọc Thanh, Viên Kim Phượng, Diệp Phô Tâm, Lâu Hải Đường, Hiên Viên Linh Hề, Nguyên Tranh, Lục Yên Chi, Hỷ Thước, Lục Gia Tỉ Muội, Hạ Ve, Thương Vũ Tình, Tuyết Hương từ nữ nhân, hơn nữa mai tỷ mấy cái, lại là hơn 20 luồng hơi thở chứng đạo, hơn nữa là tất cả đều bước vào thánh cảnh tồn tại. Dương Nghị Vân trước tiên có hiểu ra, hắn biết đây là các nàng kiếp trước ký ức sống lại kết quả, Thánh Thiên Đế Hậu Cung 36 vị nương nương, trở về hơn 20 người. Đây là thiên đình sở mang đến lực lượng càng là hắn ở tìm hiểu đại đạo thời điểm mang đến thêm vào, trừ bỏ hai cung thiên hậu không ở ngoài, cũng chính là thiếu 7-8 vị, 36 cung tất cả đều 7 màu bao phủ lên. Một đám truyền lại ra khí chàng cùng tín hiệu,
cũng đều đã biết các nàng là ai. Lại quá 500 năm, Vân Môn Thiên Đình phía chân trời, Tạp Mao Điểu cái này Thái Dương chứng đạo nhập thánh, hơn nữa trực tiếp là thánh đạo 7 tầng, cùng Phù Tang Thụ cùng nhau hơi thở uy áp trải rộng toàn bộ phía chân trời. Ánh trăng theo sát sau đó, nhập thánh 7 tầng, trong khoảng thời gian ngắn nhật nguyệt đồng huy. Lão nhân trời cao tà chứng đạo cùng vài vị sư nương cùng nhau, cũng khôi phục tới rồi kiếp trước đỉnh nhập thánh. Có quá nhiều người ở Dương Nghị Vân tu luyện hơn 2.000 năm có nghiêng trời lệch đất đại biến. Số chi không rõ, nhưng Dương Nghị Vân đều cảm nhận được, cũng đều đã biết là cái gì nguyên nhân. Mà hắn còn lại là tới rồi ngộ đạo cuối cùng giải quyết, tứ đại pháp sắp đại thành. Ầm vang, lại hơn 100 năm, tu luyện trước sau 2.800 năm thời điểm, tiếng sấm từng trận. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, nhẹ a, lôi pháp thành. Oanh, thần giới cửu thiên tiếng sấm đại tác phẩm. Âm dương thành, thời không thành, sinh tử thành. Theo hắn mỗi một lần mở miệng, toàn bộ thần giới đều ở nổ vang mà động. Toàn thân không ngừng ở biến hóa, trong chốc lát trạng thái tồn tại của vật chất, trong chốc lát ngưng tụ, trong chốc lát trong suốt, trong chốc lát dày nặng cổ xưa, trong chốc lát không còn nữa tồn tại. Thiên địa tám đại pháp, đến tận đây hiểu được. 48 thiên đạo hội tụ một thân. Dương Nghị Vân ngộ đạo. Hắn tại đây một khắc nhìn cái gì đều là khí thể, vạn vật toàn vì khí, toàn bộ thần giới đều ở hắn bàn cổ ý chí bao phủ dưới. Cường đại bàn cổ ý chí siêu thoát mà đi, chạy ra khỏi thần giới, lại là cảm nhận được một cái hỗn độn khí thể tồn tại. Bỗng nhiên chi gian hắn nghe được một tiếng hừ lạnh. Hừ. Giây tiếp theo Dương Nghị Vân nguyên thần run rẩy, bàn cổ ý chí trở về. Lại đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Trong đầu nhiều rất nhiều ký ức. Hắn thấy được rất nhiều cái chính mình. Thánh Thiên Đế ký ức khôi phục. Hắn chính là Thánh Thiên Đế, hắn cũng là chính hắn. Đồng dạng Dương Nghị Vân biết vừa rồi kia một tiếng hử lạnh đến từ phương nào. Kia, là Thiên Đạo Hồng Quân. Dương Nghị Vân mở mắt ra nhìn về phía chân trời, sắc mặt ngưng trọng, thậm chí có thể nói là khó coi. Tuy rằng hắn ngộ 48 thiên đạo, nhưng cùng Thiên Đạo Hồng Quân còn kém một đạo chi biệt. 48 thiên đạo chính là thế gian cơ sở đại thiên đạo, là mỗi một cái thần linh đều nhưng theo đuổi đỉnh, đều có thể theo đuổi đại pháp nói. Sở bất đồng ngộ đạo nhiều ít. Nhưng Hồng Quân còn lại là nắm giữ 49 thiên đạo, thứ 49 đạo tắc là thiên pháp đạo. Này một đạo như thế nào đi lĩnh ngộ, Dương Nghị Vân cũng không biết. Không đủ, hắn ở vừa rồi tựa hồ có hiểu ra. Thiên pháp đạo chính là ý chí. Nhưng đó là Hồng Quân ý chí. Mà hắn tắc có được chính là bàn cổ ý chí. Đây là hắn ở vừa rồi trong nháy mắt lĩnh ngộ thiên pháp đạo, đến tột cùng có phải hay không như thế, còn cần đi tự thân thể hội. Chỉ là một cái suy đoán. Đến nỗi địa pháp đạo là cái gì, ngay cả Hồng Quân cũng không biết, bất quá dùng Liễu Thần Nương Nương cùng Phong Đô Đại Đế nói, địa pháp đạo chỉ có hắn cái này bàn cổ chính tông mới có thể lĩnh ngộ, đáng tiếc đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có bất luận cái gì có quan hệ địa pháp đạo manh mối. Địa pháp đạo cũng là cuối cùng có không chiến thắng Thiên Đạo Hồng Quân mấu chốt, nếu là lĩnh ngộ không được địa pháp đạo, hắn liền vô pháp cùng Hồng Quân đấu. Lui một vạn bước nói, mặc dù là hắn đồng dạng tìm hiểu thiên pháp đạo cùng Hồng Quân giống nhau nắm giữ 49 thiên đạo, cũng có thể không phải Hồng Quân đối thủ. Huống chi trước mắt mới thôi hắn cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ 48 đạo. Giờ phút này Dương Nghị Vân đối mặt phía chân trời. Tới. Liễu Thần Nương Nương vô thanh vô tức xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân biết nàng trong miệng tới, là chỉ cái gì? Là bốn đạo đạo thống người tới, tính lên thời gian cũng tới rồi năm đó thiên kiếp chi hoa 9.000 năm thối lui thời gian. Đi thôi. Dương Nghị Vân biết đại chiến tiến đến, trốn không xong, ngày này sớm hay muộn trở về, hiện tại thoạt nhìn thực đúng giờ. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở Nam Thiên Môn ngoại. Vân Môn các đệ tử toàn thể xuất động. Mọi người đều rõ ràng, trận này đại chiến, sự tình quan toàn bộ Vân Môn hoặc là nói liên quan đến phi thăng nhất tộc sinh tử tồn vong. Đại kiếp nạn dưới không ai có thể đủ may mắn thoát khỏi. Dương Nghị Vân đi vào Nam Thiên Môn ngoại, thấy được ở Vân Môn Thiên Đình phía chân trời trên không như hoa sen giống nhau thiên kiếp chi hoa, chín cánh hoa cánh bóc ra đến cuối cùng một mảnh, hơn nữa cuối cùng một mảnh cánh hoa đã ảm đạm. Đột nhiên biết chờ cuối cùng một mảnh cánh hoa hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là tứ đại đạo thống đối Vân Môn Thiên Đình khởi xướng tổng tiến công đánh thời điểm. Giờ phút này phía tây xuất hiện đen nghìn nghịt một tảng lớn người,
cầm đầu đúng là Âm Dương Đạo Chủ, bộ dạng cùng năm đó phân thân không có gì khác nhau. Bất quá hơi thở cường đại thực, ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là Thánh Đạo 8 tầng tu vi. Liễu Thần Nương Nương nói qua bốn đạo đạo thống đương đại đạo chủ có chút là Thánh Đạo 8 tầng có chút là 9 tầng, những người này kỳ thật cũng không tính đại uy hát yêu ta, cường đại nhất chính là thế hệ trước đạo chủ, dựa theo Liễu Thần Nương Nương nói, đó là đứng đầu Thánh Đạo 9 tầng tồn tại. Tứ đại đạo thống liền có bốn cái đứng đầu lão đạo chủ, Tề Thánh, Liễu Thần Nương Nương cùng hắn ba người từng người đối phó một người, nhưng còn có một người lão đạo chủ, lại là không biết hoa sen đen xuất hiện không xuất hiện. Dương Nghị Vân nghĩ hắn ứng đối hai gã lão đạo chủ đi, đối chính mình hiện tại tu vi, hắn vẫn là có tin tưởng, chỉ là phải đề phòng Thiên Đạo Hồng Quân, nói trắng ra là một trận chiến này chính là nghịch thiên Hồng Quân, hắn chủ yếu mục tiêu. Âm Dương đạo chủ bên người hội tụ hơn 20 danh thánh đạo cường giả, mấy chục vạn thánh đạo dưới thiên đạo quy tắc thần linh, thoạt nhìn là dốc toàn bộ lực lượng. Ngay sau đó Thái Thanh, Huyền Hoàng, Thiên Lôi tam đại đạo thống lần lượt xuất hiện, tứ đại đạo thống phân biệt đến từ tứ phương. Đem Vân Môn Thiên Đình vây quanh ở trong đó. Tất cả đều dừng lại ở mấy chục dặm ở ngoài, các gia cường giả nhân số không sai biệt nhiều, nhưng thánh đạo thêm lên đều từng có trăm, dư giả thần linh tứ đại gia trăm vạn. Có thể nói là thanh thế to lớn vô cùng, số lẻ tứ đại đạo chủ trừ bỏ Âm Dương đạo chủ Hòa Huyền Hoàng đạo chủ chính là thánh đạo 8 tầng ở ngoài, Thiên Lôi cùng Thái Thanh đạo chủ đều là thánh đạo 9 tầng. Bất quá Dương Nghị Vân bên này cũng kém cái gì? Thỏ ra cùng Tiểu Phượng Hoàng nghé con cá trạch từ tất cả đều là thánh đạo 8 tầng 9 tầng. Tuy rằng chỉnh thể thượng xem Vân Môn Thiên Đình đích xác muốn nhược một bậc, nhưng chung quy Dương Nghị Vân xem ra là có một trận chiến chi lực. Rốt cuộc mấy năm nay hắn ngộ đạo dưới toàn bộ Vân Môn đạo thống toàn diện sống lại. Này đó đều là khai thiên thời đại thánh thiên đế căn cơ. Tới rồi hiện tại chính là một chút đều không kém. Thậm chí Dương Nghị Vân có cảm, tứ đại đạo chủ nhìn như thánh đạo 8 tầng 9 tầng. Nhưng trên thực lực cũng không thế nào, đều so không được Tề Thánh cùng Liễu Thần Nương Nương. Người sau nhìn như cũng là thánh đạo 9 tầng tu vi cảnh giới, nhưng hơi thở cường đại quá nhiều. Tứ đại đạo chủ cũng chính là Tiểu Phượng Hoàng cái kia cấp bậc. Lợi hại nhân vật tới. Tề Thánh nheo lại mắt thấy hướng phía chân trời. Dương Nghị Vân cũng ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó thấy được bốn gã lão giả xuất hiện ở tứ đại đạo thống từng người trận doanh. Này bốn cái lão giả xuất hiện nháy mắt, hắn trong lòng chính là cú sốc, có thể cảm nhận được bốn gã lão giả là vượt qua tầm thường 9 tầng tồn tại. Không cần quá mức để ý, bọn họ chính là so tầm thường thánh đạo nhiều lĩnh ngộ một ít thiên đạo phương pháp mà thôi. Liễu Thần Nương Nương mở miệng ngữ. Dương Nghị Vân nghe vào trong tai cười khổ, cũng không biết Liễu Thần Nương Nương là an ủi hắn, vẫn là nàng chính mình cường đại tự tin. Bất quá đích xác bốn gã lão giả xuất hiện làm hắn cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Có thể làm hiện tại hắn cảm nhận được nguy hiểm hơi thở thật đúng là không nhiều lắm. Đủ để thuyết minh, bốn gã lão giả cường đại, có lẽ sẽ là lớn nhất biến số. Này bốn gã lão giả thực hiển nhiên chính là Liễu Thần Nương Nương trong miệng nói đến qua bốn đạo đạo thống lão đạo chủ. Hiện tại là tân lão đạo chủ cùng nhau chiến đấu cục diện. Thả sau lưng là Thiên Đạo Hồng Quân ý chí. Mà hắn bên này, Dương Nghị Vân trong lòng chua xót, nhưng lại chiến ý 10 phần. Bởi vì hắn biết chính mình không đường lui. Phía chân trời phía trên cuối cùng một mảnh cánh hoa càng ngày càng ảm đạm rồi. Vân Môn Thiên Đình bị nhẹ nhẹ vây quanh. Mà Vân Môn đệ tử toàn thể xuất động đứng ở Nam Thiên Môn ngoại. Thánh tôn ngươi, nhận mệnh đi. Thái Thanh lão đạo chủ nhìn Dương Nghị Vân mở miệng. Hắn chính là cùng Thánh Thiên Đế đồng thời đại người, tự nhiên nhận được Dương Nghị Vân cái này Thánh Thiên Đế trên đời người. Đối mặt thiên đạo ý chí Thái Thanh lão đạo chủ không cho rằng Dương Nghị Vân có thể phiên thiên. Theo Thái Thanh lão đạo chủ mở miệng nói chuyện, Dương Nghị Vân trong trí nhớ cũng hiện lên người này tin tức, hoặc là nói là chính hắn kiếp trước ký ức. Không lý do Dương Nghị Vân nội tâm hỏa đại, trầm giọng nói, Thái Thanh ngươi chờ phải làm rùa đen rút đầu, phải cho Hồng Quân đương cầu, ta không lo, bàn cổ thiên thể thế giới cuối cùng kết cục, chung quy sẽ ở Hồng Quân lần lượt vô lượng đại kiếp nạn chung hỏng mất. Đến lúc đó các ngươi giống nhau muốn chết. A, à, thiên đạo há có thể tha cho ngươi phỏng đoán, nói đến cùng thiên đạo dưới ngươi vì con kiến, cần gì phải muốn phản kháng được sao? Ngay sau đó là Thiên Lôi lão đạo chủ đối mặt Dương Nghị Vân xuất hiện cười lạnh. Không thử xem lại như thế nào biết, Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói. Hừ, tìm chết, vậy thành toàn ngươi, ở ta chờ trước mặt, ngươi cho rằng ngươi có thể có phần thắng sao? Âm Dương lão đạo trầm giọng mở miệng. Huyền Hoàng lão đạo chủ không mở miệng,
nhưng nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân ánh mắt lại là một chút đều không tốt. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, bốn người này là một lòng muốn chiến. Hoặc là nói muốn quán triệt Thiên Đạo Hồng Quân ý chí. Chém giết không thể tránh miễn. Liền ở ngay lúc này, một tiếng thanh thúy hử lạnh mang theo sát ý vang vọng phía chân trời. Bốn cái lão bất tử, chẳng qua là Thiên Đạo Hồng Quân ý chí con rối mà thôi, có cái gì hảo kiêu ngạo. Hôm nay ngươi chờ tiến đến xâm phạm, bổn hậu liền làm ngươi chờ chết vô nơi táng thân. Theo thanh âm này lạc bế, giữa sân một đóa hoa sen đen trống rỗng xuất hiện. Dương Nghị Vân đại hỉ nhìn lại, ngay sau đó đúng là chính mình vẫn luôn đều đang tìm kiếm đều tại tưởng niệm hoa sen đen. Hóa thành một người một thân hắc y nữ tử, như cũ vẫn là trước kia bộ dáng không có gì biến hóa, đương nhiên khí chàng đại biến, hiện giờ hoa sen đen hơi thở cường đại tới rồi chút nào không dung bốn gã lão đạo chủ nông nỗi. Còn có chúng ta, giữa sân thần quang đại tác phẩm, lại là Lục Nhĩ xuất hiện, bên người có 9 người, đều là thánh đạo. Trong đó một người Dương Nghị Vân nhận thức, đúng là Phục Hy người Hoàng. Dư giả tuy rằng không quen biết, nhưng đều là nhân tộc, Dương Nghị Vân biết hẳn là chính là Liễu Thần Nương Nương làm Lục Nhĩ đi thỉnh giúp đỡ, cũng là cổ xưa nhân tộc thần linh. Hắc, Dương Nghị Vân đầu tiên là tới rồi hoa sen đen bên người một mở miệng, hắn thật đúng là không biết như thế nào xưng hô, bởi vì nhìn đến hoa sen đen này liếc mắt một cái sau, hắn trong đầu xuất hiện Thánh Thiên Đế ký ức, mà hoa sen đen tắc Thánh Thiên Đế Tây Cung Thiên Hậu. Cũng có thể nói là hắn nữ nhân. Hoa sen đen xoay người nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm, trong ánh mắt đã không có trước kia cái loại này máy móc lạnh lẽo, ngược lại hiện lên một tia nhu sắc, hơi hơi mỉm cười nói, như thế nào chính ngươi lão bà không nghĩ nhận. Một câu trêu ghẹo, làm Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là hết thảy xấu hổ tại đây cười chung không còn sót lại chút gì, hắn duỗi khai đôi tay cho hoa sen đen một cái ôm. Ta đã trở về. Ta cũng là... Đến tận đây Thiên Đình Tây Cung Thiên Hậu hoa sen đen quý vị. Kế tiếp không có thời gian đi ve vãn đánh yêu. Dương Nghị Vân gặp qua người Hoàng Phục Hy cùng Lục Nhĩ đám người, đại chiến dựng lên. Ong! Phía chân trời phía trên, cuối cùng một mảnh cánh hoa rốt cuộc biến mất. Sát! Thái Thanh lão đạo chủ ra lệnh một tiếng. Tứ đại đạo thống số lấy trăm vạn kế thần linh từ bốn phương tám hướng công hướng Vân Môn Thiên Đình. Sát! Dương Nghị Vân trầm thấp mà ra. Hỗn chiến nổi lên bốn phía. Số lấy trăm vạn cấp thần linh đại chiến ở Vân Môn Thiên Đình ở ngoài dựng lên. Cường giả đối cường giả, thánh giả đối thánh giả, thần linh đối thần linh. Ngay lập tức chi gian đó là đầy trời huyết vũ. Toàn bộ phía chân trời đều là huyết vũ. Một trận chiến này Dương Nghị Vân biết không tránh được miễn, cũng trốn không được. Không thắng tắc diệt. Vân Môn không có người may mắn thoát khỏi. Hắn đối thượng Thái Thanh lão đạo chủ. Một giao thủ 48 thiên đạo chi lực, lực áp đối phương. Giơ tay nhấc chân chi gian, làm Thái Thanh lão đạo chủ không ngừng lui về phía sau. Nhưng làm hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên cũng là 48 thiên đạo tu vi. Cùng hắn chém giết dưới, tuy rằng kế tiếp bại lui, nhưng lại kháng xuống dưới. Từ bầu trời đánh tới ngầm, từ trên mặt đất đánh tới chân trời. Mỗi một cái cường đại hạng người đều chém giết, trời đất tối tăm. Đây cũng là một hồi có 102 kéo dài chi chiến. Chỉ chớp mắt trăm năm mà qua, đại địa thành biển máu. Vân Môn đệ tử tử thương quá nửa, bốn đạo đạo thống tử thương quá nửa. Nhưng chung quy là Vân Môn yếu đi. Tứ đại đạo thống căn cơ cường đại, ở trăm năm sau thể hiện rồi ưu thế xuất hiện. Vân Môn đệ tử lực lượng ở yếu bớt. Dương Nghị Vân biết như vậy đi xuống không được, hắn sốt ruột, cũng mặc kệ đúng hay không mạnh mẽ lĩnh ngộ thiên đạo pháp. Đem bàn cổ ý chí dung nhập ở 48 thiên đạo chung. Oanh! Cửu thiên ở ngoài tiếng sấm đại động. Dương Nghị Vân biết hắn thành công, cái gọi là thiên pháp, chính là ý chí. Đây là dung bàn cổ ý chí với 48 thiên đạo đó là thiên pháp 49 đạo. Nháy mắt lực áp Thái Thanh, trở tay bạo giống, ta vì thiên pháp, chết. Một trưởng dưới thiên địa đại động, Thái Thanh lão đạo chủ tan thành mây khói. Giờ phút này Dương Nghị Vân trên người kim quang lộng lẫy, ngộ đạo 49. Cùng thiên đạo Hồng Quân giống nhau tồn tại. Cửu thiên ở ngoài tiếng sấm đại tác phẩm, lại là thiên đạo rít gào. Dương Nghị Vân cảm nhận được đến từ thiên đạo phẫn nộ. Bất quá hắn chút nào không dừng tay, không ngừng chém giết, tứ đại đạo thống thánh nhân một đám ở hắn công kích hạ tan thành mây khói. Thiên lôi, huyền hoàng, âm dương tam đại lão đạo chủ, ở hoa sen đen,
Liễu Thần Nương Nương cùng Tề Thánh công kích hạ cuối cùng ngã xuống. Nương Dương Nghị Vân thân cư 49 thiên đạo thời điểm, cục diện nghịch chuyển, Vân môn đệ tử chiếm cứ thượng phong, tứ đại đạo thống người bắt đầu không ngừng ngã xuống. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trên 9 tầng trời, vạn lôi bùng nổ từng đạo vạn mét chi lớn lên màu đen lôi điện điên cuồng mà xuống. Hồng quân ngươi dám! Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, giống giận dựng lên. Hắn không nghĩ tới thiên đạo Hồng quân chung quy tự mình ra tay, một cái thiên đạo ý chí đó là tam giới hỗn độn lôi điện buông xuống. Trăm triệu nói hắc lôi hủy thiên diệt địa mà xuống. Thẳng đến Vân môn thiên đình. Diện tích phạm vi bao trùm vạn dặm xa. Dương Nghị Vân biết, một khi rơi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao. Toàn thân 49 thiên đạo nổ tung, thất khiếu đổ máu mà đi, giờ khắc này Dương Nghị Vân thần hạch đạo trùng tan biến, 10 đại đạo thụ tan hết. Tất cả đều đón đánh thiên đạo Hồng quân này một vạn vạn hắc lôi. Nếu tiếp không được, Dương Nghị Vân biết Vân môn đệ tử đều sẽ chết. Hắn thê nhi đệ tử thân nhân đều ở trong đó. Hủy thiên diệt địa hắc lôi hơi thở xuất hiện, đang ở giữa không trung người một đám thống khổ lên, bao gồm Hoa Sen Đen cùng Liễu Thần Nương Nương các nàng, không có bất luận cái gì một người có thể ngăn trở thiên đạo Hồng quân ý chí. Dương Nghị Vân rõ ràng hắn không liều mạng, mọi người đều chết. Trăm triệu đạo kim quang từ Dương Nghị Vân thân thể bùng nổ mà ra, đón đánh cửu thiên rơi xuống hắc lôi. Ầm ầm ầm, toàn bộ thần giới đều đang run rẩy. Va chạm dưới, không gian cái khe không ngừng xuất hiện, như là tận thế. Dương Nghị Vân bay về phía chân trời ngăn cản, như cũ vẫn là lan đến gần phía dưới đệ tử môn nhân. Hắn đôi mắt ở chảy huyết lệ. Thấy được sư phụ bị Hoa Sen Đen đánh trúng biến mất, nhìn đến chính mình nữ nhân một đám biến mất. Vân môn thiên đình hóa thành từng điều không gian cái khe bị tê dập nát. Đồng dạng thiên đạo 49, hắn cùng thiên đạo Hồng quân vang vọng quá lớn. A. Giống. Dương Nghị Vân nghỉ tư một giống, dùng hết toàn lực, tự thân hóa thành hôi phi, chung quy là không có thể ngăn trở Hồng quân thiên đạo hắc lôi. Cuối cùng liếc mắt một cái hắn nhìn đến chính là toàn bộ trời cao thiên đình hủy diệt. Chính mình là thân thể hóa thành dập nát. Một ý niệm ở trong óc, bại, vẫn là bại a, ta. Không cam lòng. Ta bổn tọa vì thiên đạo có gì không tốt, thiên đạo bổ toàn, thông qua đại kiếp nạn suy đoán tự nhiên có thể diễn biến viên mãn. Đến lúc đó bản cổ thiên thể như cũ vĩnh hằng, ta chỗ làm, cũng là vì bản cổ thiên thể thế giới, ngươi. Không nên nghịch thiên mà đi. Một cái đạm nhiên thanh âm ở Dương Nghị Vân trong óc vang lên. Giờ phút này Dương Nghị Vân phát hiện chính mình đang ở một mảnh bảy màu hỗn độn chung. Nhưng là thanh âm này thực xa lạ. Bất quá nghe lời ngữ hắn một chút liền phản ứng lại đây, đây là thiên đạo Hồng quân thanh âm. Mạc Danh giận dữ, đánh giám, ngươi chi đạo vì vô tình chi đạo. Lấy bản cổ thiên thể vạn vật sinh linh đại giới vì bổ toàn chi đạo, bực này thiên đạo muốn chi gì dùng? Thiên đạo vốn là sửa vô tình, muốn tình gì dùng? Muốn tình như thế nào có thể vĩnh hằng? Hồng quân thanh âm ở Dương Nghị Vân trong óc vang lên. Ta mẹ nó liền phải có tình chi đạo, thiên đạo nên là có tình cảm nói, bản cổ phụ thần khai thiên tích địa đó là cấp hỗn độn vạn vật một mảnh tịnh thổ thế giới, đây là đại ái, há có thể là vô tình chi đạo? Dương Nghị Vân cũng mặc kệ chính mình sư môn tình cảnh, chửi ầm lên dựng lên. Bãi bãi bãi, mặc kệ ngươi có phải hay không kế thừa bản cổ ý chí, đều đã không quan trọng, ta như cũ sẽ chấp trưởng thiên đạo, cuối cùng làm thiên đạo viên mãn, kéo dài vĩnh hằng, người biến mất đi. Hồng quân thanh âm không có chút nào cảm tình. Dương Nghị Vân nghe hắn tràn đầy chua xót, ý thức mơ hồ lên, hắn biết chính mình sắp tiêu tán, là hoàn toàn diệt vong tiêu tán. Cái gì cũng nhìn không tới nghe không được. Nhưng mà liền ở hắn muốn từ bỏ thời điểm, tựa hồ trước mắt kim sắc đại động. Hắn nhìn đến càn khôn hồ. Một đạo kim sắc từ càn khôn hồ xuất hiện, hóa thành một đạo dòng khí, ở biến thành vì màu tím. Nháy mắt cảm giác chui vào trong cơ thể. Cũng chính là trong nháy mắt này, Dương Nghị Vân cảm giác chính mình lại có thân thể, khôi phục lại đây. Hồng mông mây tía. Dương Nghị Vân đột nhiên minh bạch lại đây, đây mới là chính mình trên người đại bí mật. Là càn khôn hồ cũng là hồng mông mây tía, là bàn cổ ý chí cuối cùng hình thái. Là hỗn độn căn nguyên chi lực. Khoảnh khắc chi gian Dương Nghị Vân hủy diệt thân thể khôi phục, mở hai mắt, hắn thấy được chính mình chỗ sâu trong ở hỗn độn, mà hỗn độn còn lại là một cái thật lớn hắc động, ở hắc động trong vòng đó là thần giới, chia làm tam giới, trăm triệu hạ giới, thấy được u minh giới, thấy được tu chân giới tiên giới. Thậm chí hắn thấy được địa cầu.
Ở hắc động trên không có một đoàn màu tím hình cầu, rất quen thuộc, đúng là một cái khác Hồng Mông Mây Tía, Dương Nghị Vân biết đó chính là Thiên Đạo Hồng Quân hình thái. Tam giới dựng dục ở hỗn độn hắc động, Thiên Đạo Hồng Quân còn lại là ở tam giới phía trên hắc động trên không, trưởng quản thiên đạo. Đột nhiên Dương Nghị Vân nở nụ cười, giờ khắc này trở về, hắn đã biết cái gì là địa pháp. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Địa pháp đó là tam giới vạn vật chi tình cảm, to lớn ái, là bàn cổ đi ngược chiều thiên thích mà đại ái. Hồng Quân, ngươi trước sau không rõ, cái gì là bàn cổ ý chí, ngươi cũng vĩnh viễn ngộ không đến địa pháp. Dương Nghị Vân tự nói chung toàn Hồng Mông Mây Tía đại tác phẩm, phất tay chi gian lại tam giới đại địa thượng từng đạo mây tía lao tới, tiến vào hỗn độn, tiến vào hắc động hội tụ ở trên người hắn. Bên này là thiên đạo 50. Giờ khắc này viên mãn. Không có khả năng. Hồng Quân thanh âm từ kia một đoàn màu tím truyền đến. Không có gì không có khả năng, người không đi qua nhân giới, không thành thể hội quá phàm nhân thất tình lục dục, căn bản vô pháp lý giải cái gì là địa pháp, cái gì là nhân gian đại ái, cho nên ngươi kiên trì thiên đạo là vô tình, thiên đạo vô tình, vĩnh không viên mãn. Mà hiện tại ngươi vô tình kết thúc, khiến cho ta tới viên mãn thiên đạo đi, diệt. Dương Nghị Vân dứt lời một lóng tay đầu điểm ra, thiên đạo Hồng Quân nơi Hồng Mông ý chí, giống như bọt biển giống nhau rách nát. Hoàn toàn biến mất. Nhưng là kia một sợi Hồng Mông Mây Tía lại là bị Dương Nghị Vân thu hồi. Hồng Mông Mây Tía đây chính là tiếp theo phương thế giới ý chí căn cơ, có lẽ để lại cho mỗi một người là có thể. Dương Nghị Vân thiên đạo 50 viên mãn, hoàn toàn ngộ đạo bàn cổ thiên thể. Hết thảy với hắn mà nói đều không phải bí mật. Đang ở hắc động trên không, mắt xem tam giới, phất tay chi gian nhẹ giọng nói, thời không, âm dương, sinh tử. Theo hắn nói lạc, thần giới Vân Môn Thiên Đình lần thứ hai xuất hiện, những cái đó chết trận Vân Môn đệ tử trên người kim quang lập lòe lần thứ hai sống lại đây. Phiên tay chi gian hết thảy khôi phục tự nhiên. Thần giới pháp tắc về sau vĩnh hằng, lại vô đại kiếp nạn. Vân Môn Thiên Đình trong vòng, tất cả mọi người có chút kỳ quái, rõ ràng thân chết, nhưng hiện tại xem mọi người đều bình yên vô sự. Chẳng qua tứ đại đạo thống người tất cả đều biến mất. Chỉ có Dương Nghị Vân biết. Hắn làm tứ đại đạo thống người tất cả đều vào luân hồi lục đạo. Bất quá mọi người xem không đến Dương Nghị Vân, lại là mỗi người đều cảm nhận được Dương Nghị Vân tồn tại, trong lòng có điều ngộ, đây là Dương Nghị Vân cái gọi là. Cũng không biết là ai, dẫn đầu quỳ xuống khẩu hô, thiên tại thượng, thế vĩnh xương, vạn giới vĩnh hằng. Toàn bộ thần giới đều ở thăm viếng thiên. Sở hữu sinh linh đều cảm ứng được một cái ý chí, từ nay về sau thần giới đem sẽ không lại có đại kiếp nạn. Thần giới trung quy trở thành một cái chân chính vĩnh hằng quang minh thế giới, mà đại gia tham viếng thiên đó là Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân ở hắc động phía trên bổ toàn thiên đạo tàn khuyết, rồi sau đó hắn hai tròng mắt hiện lên một tia tinh quang, liếc mắt một cái nhìn thấu tam giới mà đi, lại là thấy được một cái màu lam tinh cầu phàm nhân giới thượng. Thấy được một người thân xuyên màu trắng vận động trang, cõng hai vai bao, mang theo khẩu trang thiếu nữ, xuất hiện ở địa cầu Dương Gia Thôn. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nhưng làm ta hảo tìm a. Dương Mỗ Nhân mặt mang mỉm cười, lắc mình biến mất. Cùng thời gian, Vân Môn Thiên Đình trong vòng, Triệu Nam, Thu Nhi, từ từ một chúng nữ nhân tập thể biến mất ở tại chỗ. Lại là tại hạ một khắc, địa cầu Dương Gia Thôn, một người đầu bạc thanh niên mang theo một đám thân xuyên cổ trang nữ nhân, xuất hiện ở tên kia thân xuyên màu trắng đồ thể dục thiếu nữ trước mặt. Nàng bộ dạng không thay đổi a. Nàng là Liễu Tỷ Tỷ. Triệu Nam mấy người phụ nhân nhìn thiếu nữ rất có hứng thú đánh giá. Là nàng, Lâm Hoan khóc, nhìn thiếu nữ nàng nghĩ tới cái kia tốt nghiệp quý, nàng khuê mật. Dương Mỗ Nhân nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt có trong suốt. Mà thiếu nữ vốn dĩ vụng trộm tới vùng cấm du lịch đạp thanh, không nghĩ tới đột nhiên liền xuất hiện một đám người, một đám thân xuyên hán phục cổ trang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, làm nàng phát mau, ra vẻ chấn định nói, ta, các ngươi. Ta chính là đi ngang qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện sư phụ tôi là thần tiên. Dương Bách Xuyên.